Chương trình này được bảo trợ bởi Astiva Health, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. Hân hạnh chào đón toàn thể quý khán thính giả đến với chương trình Việt Face Tonight. Và đón chào quý vị trở lại trong phần tin tức ngày hôm nay thưa quý vị ngày thứ hai đầu tuần ngày 9 tháng 11 năm 2020. Và sau đây là những bản tin của chúng tôi trong chương trình đêm nay bắt đầu với tin tức về việc Tổng thống Trump đã sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper. Trung Quốc, Nga và Brazil là trong số các quốc gia chưa chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ khởi sắc với chỉ số S&P 500 tăng kỷ lục trước các tin tức hứa hẹn về vaccine. Hoa Kỳ vượt mốc 10 triệu trường hợp lây nhiễm COVID-19 Công ty Zoom tăng cường bảo mật cho một thỏa thuận với cơ quan FTC của Hoa Kỳ. Apple cảnh báo công ty cung cấp thiết bị Petra Begatron của Đài Loan vì vi phạm luật lao động đối với sinh viên. Đó là tất cả các tin tức lần lượt chúng tôi sẽ gửi đến của quý vị trong suốt phần tin chiều nay. Và ngay bây giờ, Tyler Diệp sẽ mở đầu cho bản tin đầu tiên. Thưa quý vị, sáng sớm ngày hôm nay, Tổng thống Trump trong hai cái tweet trên Twitter đã chính thức sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper sau khi mà hai người này À, đã có cái sự ràng nước về vấn đề à, quan hệ làm việc từ hồi tháng 6 à, của à, à, thưa quý vị, hồi tháng sáu à, của năm nay, à, cụ thể bắt đầu rằng là à, khi mà tổng thống Donald Trump trong mùa hè này à, đang muốn à, sử dụng à, quân đội để mà trấn áp các cuộc biểu tình bạo loạn khắp nơi ở tại nước Mỹ sau cái chết của ông George Floyd à, thì à, ngay lập tức sau đó ông Mark Esper khi mà được hỏi là quân đội có nên đóng cái vai trò các nhân viên thực thi pháp luật hay không? đó thì ông thẳng thừng trả lời rằng là không. Ông không nghĩ rằng là quân đội nên dính vô à, những chuyện trong nội địa cũng như là những việc như là thiết quân lực và từ đó cho đến nay à, đã có nhiều lần à, hai người đó là ông Mark Esper và tổng thống Trump đã có những cái sự mâu thuẫn kế tiếp, bao gồm cái việc là à, ông Mark Esper trong thời gian qua cũng đã à, cố vấn cho một số các nhà lập pháp ở tại quốc hội à, soạn thảo ra. À, những dự luật để mà thay đổi à, những căn cứ quân sự mà trước đây đã được đặt tên theo các tướng lãnh trong cái khối mà gọi là confederacy của cái khối mà à, ly khai miền nam à, vào thời nội chiến của nước mỹ và những cái chuyện tương tự như vậy nó đã khiến cho tổng thống donald trump rất là bất mãn với ông này từ xưa rồi à, và trong ngày hôm nay à, trong một cái tweet quý vị đã, cũng đã thấy trước đây đó ông đã sa thải mark esper qua một cái tweet và sau đó ông cũng chỉ định là ông christopher miller hiện nay là giám đốc của văn phòng à, chống khủng bố của quốc gia lên thay thế và tạm thời đảm nhiệm chức vụ là quyền Bộ trưởng Quốc phòng à, cho đến khi nào mà thường viện chuẩn thuận một người mới mà thôi à, cái cái việc mà gọi là cái cái khả năng mà thường viện sẽ bỏ thời gian ra để mà chuẩn thuận một nhân vật mới khó có thể xảy ra khi mà chính quyền của ông Donald Trump à, nếu mà không có gì thay đổi sẽ mãn nhiệm kỳ vào ngày 20 tây tháng giêng tới đây có nghĩa là còn khoảng chừng độ có trên dưới là bảy mấy ngày nữa mà thôi bản tin kế tiếp liên quan đến việc hiện nay có một số các quốc gia vẫn chưa gửi lời chúc mừng đến liên danh Joe Biden và Kamala Harris à, theo các tờ báo trong ngày hôm nay loan tin thì Trung Quốc Nga và Brazil nằm trong danh sách một số các quốc gia chưa gửi lời chào mừng đến với liên danh Joe Biden và Kamala Harris à, khác với một số các quốc gia khác chẳng hạn như Anh Quốc, Canada, Nhật Bản, Nam Hàn thì đã gửi lời chúc mừng và ngay cả Thủ tướng của do Thái là ông Netanyahu cũng đã gửi lời chúc mừng đó đến với Tổng thống đắc cử Joe Biden. Tuy nhiên cho đến nay thì phía Trung Quốc cho biết rằng họ sẽ theo thông lệ quốc tế khi đưa ra các tuyên bố liên quan đến cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Ông Vương Bân là phát ngôn viên. Uông Văn Bân, chúng tôi xin lỗi. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao của Trung Quốc đã tuyên bố. Chúng tôi nhận thấy rằng ông Biden đã tuyên bố thắng cử. Chúng tôi hiểu rằng kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sẽ được xác định theo luật pháp và luật theo thủ tục và luật pháp của Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh điều này. Chúng ta cũng thấy rõ ràng rằng trong thời gian qua thì cái mối ban giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã gặp rất nhiều trắc trở mà có thể nói là nó đã xuống với mức xấu nhất. À, như có thể vì các cái tranh chấp hiện nay uh, liên quan đến các vấn đề trao đổi thương mại và sau đó là các cái vụ liên quan đến biển đông uh, cũng như là cuộc ăn cắp uh, sở hữu trí tuệ mà hiện nay cả hai nước đang càng ngày, ngày càng gia tăng cái mối căng thẳng thì uh, trong cái tình cảnh đó thì uh, Trung Quốc, Nga, um, Mỹ Tây Cơ phải kể lên cả mẹ Tây Cơ cũng chưa gửi lời chính thức. Và trong bản tin buổi sáng thì chúng tôi có loan là, là Tổng thống mẹ Tây Cơ cũng đã gửi lời à, nói rằng là cái việc này hình như nó còn chưa kết thúc. Và nhất là chúng ta cũng biết là trong cái giai đoạn hiện nay thì Tổng thống Donald Trump vẫn tuyên bố rằng còn cuộc bầu cử lần này còn xa mới đến hồi kết thúc với những cái biện pháp mà ông đã đưa ra các nhóm luật sư các cái đội ngũ pháp lý của mình để đến các cái tiểu bang để có thể vận động và đưa ra những cái phản biện liên quan đến các cái kết quả bầu cử đã diễn ra tại một số các cái tiểu bang trọng yếu trong những ngày vừa qua à, cho đến ngày hôm nay thì một lần nữa um, Chủ tịch Ủy ban đa số của thượng viện là ông Mitch McConnell cũng đã đưa ra lời chấp thuận đối với Tổng thống Donald Trump là chưa nên tuyên bố chấp nhận thua cuộc vào lúc này và chắc chắn là ông nói rằng sẽ còn những cái cuộc diễn biến về pháp lý liên quan đến cái kết quả đã được nêu trong những ngày vừa qua sau qua phần tin về thị trường chứng khoán thưa quý vị ngày hôm nay là một ngày rất là tốt đẹp hai cái chỉ số lớn ở trong cái chỉ số chuẩn của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đó là chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones và S&P 500 đều tăng vọt trong ngày thứ hai ngày 9 tháng 11 khi các nhà đầu tư đã đón mừng dữ liệu thử nghiệm từ các nhà sản xuất thuốc chích ngừa đó là Pfizer và BioNTech cho thấy thuốc chích ngừa Covid-19 của họ có hiệu quả hơn 90% cổ phiếu của các hãng hàng không và các cổ phiếu liên quan đến du lịch khác có mức tăng lớn nhất. Chỉ số Dow Jones 30 cổ phiếu đóng cửa cao hơn tới 834.57 điểm, là mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ ngày 5 tháng 6 năm nay. Mức trung bình đạt mức cao nhất mọi thời đại trước đó trong phiên, tức là tăng gần 5.7%, tức là vào khoảng 1.600 điểm tại một thời điểm rồi sau đó mới xuống lại. S&P 500 thì tăng 1.2% và cũng đạt mức cao nhất mọi thời đại trong ngày hôm nay. Chỉ số Russell 2000 vốn hóa nhỏ tăng 3,7%. Tuy nhiên, Nasdaq Composite thì lại đóng cửa giảm 1,5% khi các nhà giao dịch chuyển từ các công ty công nghệ kỹ thuật cao đã từng được chuộng trong trận đại dịch sang các cổ phiếu có giá trị thấp hơn. Các công ty như là Zoom, những cái gì mà để làm việc ở nhà hoặc là kỹ thuật cao là đều được bán ngày hôm nay để cho người đầu tư họ mua những cái công ty du lịch, nhà hàng, khách sạn. Bởi vì cổ phiếu của các ngành này tăng vọt vào cái giá mà gần bằng thời mùa xuân trước khi đại dịch COVID-19 và cho thấy là mức tăng mạnh nhất trong ngày thứ hai. Sau cái thông báo của hãng dược và phẩm Pfizer, giới đầu tư đã hy vọng rằng người dân sẽ bắt đầu đi du lịch và tham dự các chương trình giải trí ngoài trời nhờ vào tin tức là có thuốc chích ngừa hiệu quả. Tuy nhiên, những khoản lỗ tại những công ty kỹ thuật cao đã đè nặng lên thị trường rộng lớn hơn khi viên giao dịch kết thúc ngày hôm nay. Và thưa quý vị, thông báo về thuốc chích người được xem là một số hiệu cho thấy ngành công nghiệp dược phẩm có thể sẽ sớm có một phương pháp khả thi để kiểm soát căn bệnh đã làm cho nền kinh tế Mỹ chật đường dày trong phần lớn của năm 2020 và căn bệnh đã gây thiệt mạng cho hơn 230.000 người Mỹ. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay, Hoa Kỳ chính thức đụng dấu mốc 10 triệu trường hợp nhiễm dương tính với COVID-19 và À, tính tính à, ngày hôm nay quý vị đang thấy trên màn ảnh đó là cụ thể à, theo dữ liệu từ trường đại học Johns Hopkins University là à, 10 triệu 22.557 trường hợp à, dương tính à, từ trước đến giờ các chuyên gia y tế vẫn thường cảnh báo rằng là khi mà chúng ta bước vào à, mùa thu, mùa lạnh hơn à, thì cái bệnh này hay là cái cái con virus này nó sẽ càng hoàn hành nhiều hơn nữa và cái niệm này nó đúng như vậy à, từ đầu mùa đại dịch tới bây giờ Hoa Kỳ đã trung bình cứ mỗi ngày là đã có hơn 100.000 trường hợp nhiễm bệnh ở tại đất nước này và hiện nay vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới về vấn đề COVID-19 nhiễm bệnh. Hai, hai đất nước đứng hàng sau Hoa Kỳ đó là Ấn Độ hiện nay với 8.5 triệu trường hợp nhiễm bệnh và kế đến đứng hàng thứ ba là nước Brazil với 5.6 trường hợp nhiễm bệnh nhưng mà hy vọng rằng là trong những tháng tới đây với cái loại thuốc vaccine từ Pfizer chế biến ra thì tình hình sẽ đỡ hơn. Bản tin tiếp theo là liên quan đến công ty Zoom, thưa quý vị, Ủy ban Thương mại Liên bang vừa cho biết trong ngày hôm nay là Zoom cần phải chấn chỉnh những biện pháp để có thể duy trì và tăng cường các cái sự bảo vệ về an ninh cho khách hàng tiêu dùng trong thời gian sắp tới nằm trong một cái thỏa thuận đã được ký kết giữa công ty này và Ủy ban à, Thương mại Liên bang. Nghị quyết này không có bất kỳ thành phần tài chính nào nhưng mà cơ quan cho biết là Zoom sẽ phải đối mặt với một khoản tiền phạt lên đến 43.280 Mỹ Kim cho mỗi một vi phạm trong tương lai nếu phạm vào các thỏa thuận được ký kết giữa hai bên. À, chuyện này thì cho biết những cái tuyên bố gây hiểu lầm của Zoom liên quan đến việc cung cấp cho những người sử dụng hệ thống này một cái kênh liên lạc an toàn, trong khi nó cung cấp các cái mức độ bảo vệ thấp hơn khiến là người ta có cái cảm giác là không có được bảo đảm cho lắm trong cái vấn đề an toàn, bảo vệ những cái chi tiết liên quan đến an toàn cá nhân. Andrew Smith là giám đốc của Cục Bảo vệ Người Tiêu Dùng của cơ quan của cơ quan FTC thì cho biết là các phương pháp bảo mật của Zoom không phù hợp với những cái lời hứa trước đây của nó. Tất nhiên là họ nói những cái điều mà sau đó thì họ không thực hiện được. À, tuy nhiên, cổ phiếu của công ty đã tăng mạnh trong năm nay và trong ngày hôm qua đến hôm nay thì nó đã giảm khoảng 13% trong phiên giao dịch buổi chiều xuống còn 433 Mỹ Kim. Phát ngôn viên của công ty này cho biết là tính bảo mật của người dùng là ưu tiên hàng đầu của công ty và bà nói rằng chúng tôi đã giải quyết các vấn đề đã được FTC đề ra và dĩ nhiên là bây giờ là còn cái việc thi hành điều đó hay thôi mà thôi. FTC đã bỏ phiếu 3 trên 2 theo đường lối của hai bên để mà có thể thông qua cái vụ dàn xếp này. Đó là các cái tin tức liên quan đến vấn đề bảo mật của công ty Zoom đối với người tiêu dùng. Sang qua phần tin liên quan đến công ty Apple mà chúng ta ai cũng biết là chúng ta thường thường sử dụng iPad, iPhone hoặc là AirPods, những cái dụng sản phẩm của Apple. Thì hai cái công ty lớn mà được giao cho những cái hợp đồng để mà lắp ráp những cái sản phẩm của Apple đặc biệt là iPhone đó thì có một công ty ngày hôm nay đã bị đưa vào tình trạng cảnh cáo đó là công ty Pegatron của Đài Loan bị công ty Apple đưa vào cái tình trạng cảnh cáo bởi vì vi phạm quy tắc ứng xử của nhà cung cấp Apple khi họ yêu cầu nhân viên là những sinh viên làm trường ca đêm hoặc là làm thêm giờ thì thưa quý vị Pegatron thì bị cáo buộc là đã phân loại sai những nhân viên là sinh viên và còn làm giấy tờ giả để che giấu vi phạm của họ. Và trong một số trường hợp còn vi phạm thêm quy tắc bằng cách là cho phép sinh viên thực hiện những công việc không liên quan gì đến chuyên ngành của họ. Và Pegatron là một trong số ít các nhà sản xuất của Đài Loan đã cùng với Foxconn là công ty thống trị chuỗi lắp ráp iPhone của công ty Apple. Thì thưa quý vị, với cái tin này thì Apple đã đặt Pegatron vào tình trạng quản chế và Pegatron sẽ không nhận được bất cứ một cái hợp đồng mới nào từ Apple cho đến khi hoàn thành những cái hành động khắc phục được yêu cầu. Và các cuộc điều tra của Apple thì không tìm thấy có bằng chứng nào về việc lao động cưỡng bức hoặc là những người nhân viên chưa đủ tuổi. Đồng thời cũng cho biết thêm là Pegatron hiện nay đã sa thải giám đốc điều hành với quyền giám sát trực tiếp của chương trình này. Thì với cái bản tin này, cổ phiếu của Pegatron đóng cửa giảm 2.1% hôm thứ Hai kém hơn là mức tăng 1.2% trong thị trường Đài Bắc. Và Pegatron thì cho biết trong một tuyên bố riêng là công nhân là sinh viên tại cơ sở Thượng Hải và Côn Sơn đã bị khám phá làm việc mà không tuân thủ những quy tắc và quy định của địa phương. Hiện nay tất cả những người này đã được đưa ra khỏi di chuyển sản xuất và đã được đền bù xứng đáng. Và cũng may là từ ngày mà công ty Apple bị uh, gọi là cái cơ quan chính phủ của Hoa Kỳ muốn đưa ra tất cả những cái dữ liệu về những cái nhà cung cấp của Apple, tại vì nếu mà không đưa ra như vậy thì không biết là có sai phạm gì. Nhưng mà nhờ có những cái sai phạm được tìm thấy, cho nên sẽ có sự khắc phục và như vậy nó tốt đẹp hơn cho tất cả những cái nhà sản xuất khác mà họ làm theo đúng quy định. Vâng, thưa quý vị, à, trước cái cuộc bầu cử đó thì đa số cử tri trong hai đảng vẫn còn có một cái sự tin tưởng đáng kể với cái hệ thống bầu cử của nước Mỹ. À, tuy nhiên sau khi các cơ quan truyền thông à, tuyên bố rằng là ông Joe Biden dự trù sẽ được đắc cử chức vụ tổng thống của Hoa Kỳ đó, thì à, thì sau đó một số đông khối cử tri cộng hòa bây giờ còn không tin tưởng cái hệ thống bầu cử của nước này nữa. À, một cuộc thăm dò mới nhất của tờ báo điện tử Politico vừa mới công bố trong ngày hôm nay cho biết rằng là có khoảng ít nhất là 77% à, cử tri đảng cộng hòa toàn quốc cho rằng là cái kỳ bầu cử vừa rồi đã có nhiều cái uh, sinh hoạt gian lận ở trong đó và họ không có tin tưởng vào uh, cái sự công bằng của cái việc mà là bầu kiếm diện qua thư từ và cũng như là họ đã không có tin tưởng vào cái việc uh, đếm phiếu uh, bằng tay uh, bởi những các cơ nhân viên uh, làm việc trong các vòng phòng bầu cử tại địa phương uh, để cho quý vị thấy được uh, cái uh, cái tác động trong thời gian qua chỉ trong vòng của độ chưa đầy một tuần uh, vì những cái lời nói của tổng thống Donald Trump cho nên rằng hiện nay một số đông cử tri đảng cộng hòa đã không tin tưởng vào các hệ thống bầu cử ở tại Mỹ nữa vâng và cái đó cũng tin tức là liên quan đến cái kỳ bầu cử xin trở lại với Trinh thảo liên quan đến những nhân sự trong tòa bài đốc hiện nay đã bị nhiễm dương tính với covid 19 vâng và thưa quý vị đó là bộ trưởng kiến thiết Ben Carson được khám phá là đã bị có bệnh COVID-19. Bộ trưởng Gia cư và Phát triển Đô thị, tức là HUD, là ông bác sĩ Ben Carson, thành viên Ủy ban chống COVID của Tòa Bạch Ốc, đã thử nghiệm và đã có bệnh COVID-19 sau khi có những triệu chứng khiến cho ông ta nghi ngờ. Ông Carson là trường hợp mới nhất trong những người thân cận với Tổng thống Trump bị mắc kẻ bệnh trong ít ngày qua. Phó tránh văn phòng của ông Carson là Colter Baker đã xác nhận tin này sáng hôm thứ Hai. Ông Carson thì vẫn tỏ ra lạc quan và nói rằng các phương cách điều trị hiệu quả sẽ giúp cho ông sớm phục hồi. Ông đã tham dự một buổi tiệc tối hôm bầu cử và nhiều người tham dự ít người đeo khẩu trang. Ông cũng được nhìn thấy là không đeo khẩu trang trong một buổi vận động của Tổng thống Trump tại thị trấn Waterford, ở tiểu bang Michigan hôm 30 tháng 10. Hồi tuần trước thì tránh văn phòng tòa bạch ốc là Mark Meadows và bốn người khác trong nhóm nhân sự của Tổng thống Trump đã được xét nghiệm và đã có bệnh Covid-19 thưa quý vị bản tin cuối cùng liên quan đến việc là tổng thư ký liên hiệp quốc ông antonio gutierrez đã chính thức gửi lời chúc mừng đến liên danh joe biden và kamala harris ông gutierrez cũng đã gửi lời chúc mừng đến đồng thời nhấn mạnh là quan hệ đối tác giữa hoa kỳ và liên hiệp quốc sẽ là một cột trụ trong cái mối liên hệ quốc tế và điều này rất quan trọng để có thể giải quyết các thách thức mà thế giới hiện nay đang phải gặp phải trong khi đó thì chủ tịch đại hội đồng liên hiệp quốc là Bozkir thì cho rằng ông Biden đã từ lâu ủng hộ Liên Hiệp Quốc. Đồng thời ông này cũng đã bày tỏ mong muốn là sẽ tăng cường cái mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc nhằm có thể tiến tới một cái thế giới thịnh vượng và an toàn hơn. Trong khi đó thì chủ tịch quỹ phát triển phụ nữ của Liên Hiệp Quốc là Phumzile Lambo Nuka đã gọi việc là bà Kamala Harris có thể trở thành nữ phó tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên là một thời điểm đáng khích lệ đối với tất cả các phụ nữ trên toàn thế giới và đặc biệt là các trẻ em cũng như là những người phụ nữ gốc da màu. Tổng giám đốc UNESCO là Audrey Azoulay thì nhấn mạnh rằng những cái thách thức trên toàn cầu hiện nay cần phải có một cái sự cam kết được làm mới của Hoa Kỳ trong các cột trụ về vấn đề liên quan đến giáo dục, khoa học và vấn đề văn hóa. Người đứng đầu cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn là Filippo Grandi thì cũng chúc mừng liên danh tranh cử Joe Biden và Kamala Harris, đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ phối hợp với chính quyền mới ở Mỹ trong các vấn đề liên quan đến người tị nạn trong nước và toàn cầu. À, trước đó thì người ta cũng thấy rằng tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới là ông Tedros Ghebreyesus cũng đã bày tỏ mong muốn là hợp tác chặt chẽ hơn với chính quyền Hoa Kỳ sau một số các cái trục trặc trong thời gian vừa qua vì vấn đề covid 19 và ông này cũng đã bị dư luận Hoa Kỳ cũng như quốc tế lên án rất gây gắt liên quan đến cái việc là à, tố cáo ông đã có những cái sự bao che cho chính quyền Trung Quốc khi đưa ra các cái chi tiết liên quan đến coronavirus cho toàn thế giới. Uh, với bản tin vừa rồi thì chúng tôi xin kết thúc phần tin tức trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chọn theo dõi chương trình Việt News Today và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thân ái kính chào tạm biệt. Chương trình này được bảo trợ bởi Astiva Health bảo hiểm sức khỏe yêu đời. Astiva à, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. Pastiva được thành lập bởi một nhóm chuyên gia y tế gốc Việt với sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu sức khỏe và y tế của quý đồng hương trên 65 tuổi thông qua chương trình Medicare Advantage. Và gần gũi và tận tâm chăm sóc quý vị đồng hương như chính người thân trong gia đình Hãy gọi ghi danh với Ashiva để bắt đầu một cuộc sống mới, khỏe mạnh và yêu đời 1866 610 0655 Astiva bảo hiểm sức khỏe yêu đời. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.